Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Ngô Thị Quỳnh Loan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tế đến thăm tặng quà Tết cho các chi bộ công an, ban chỉ huy quân sự xã, ấp Bà Bài và gia đình chính sách trên địa bàn. Tại nơi đến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tế Ngô Thị Quỳnh Loan đã ân cần thăm hỏi tình hình hoạt động của các đơn vị, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang xã và trao tặng những phần quà Tết đến các đơn vị, gia đình chính sách nhân dịp xuân mới 2024. Chúc các đơn vị gia đình chính sách thật nhiều sức khỏe, đón một mùa xuân mới vui tươi, an lành và hạnh phúc, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.